Minh Phi xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin FBNC tối ngày 11 tháng 10 năm 2017 trên kênh truyền hình FBNC. Như thường lệ, trước khi bắt đầu bản tin tối nay, xin mời quý vị hãy cùng với Minh Phi điểm qua những nội dung chính. Sao công thương đến ngành xây dựng đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính. Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp khai thác cát tăng nguồn cung. Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào 6 dự án tại khu đô thị Thủ Thiêm. Thưa quý vị, tiếp sau Bộ Công Thương, sắp tới Bộ Xây dựng cũng sẽ đơn giản hóa 22 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực chính là xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và xử phạt vi phạm hành chính. Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng vừa được Chính phủ thông qua. Nội dung đơn giản liên quan đến 22 thủ tục hành chính, bao gồm 11 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, 7 thủ tục trong lĩnh vực nhà ở, 3 thủ tục về kinh doanh bất động sản và 1 thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính. Một số thủ tục đơn giản có thể kể đến như là bãi bỏ thủ tục cung cấp bản sao giấy phép xây dựng trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo, hay bãi bỏ bản sao có chứng thực giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam khi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hay điều hành sàn giao dịch bất động sản. Liên quan đến đề xuất được vay tiền để mua lại khoản nợ xấu tại VAMC của Vinasuki, mới đây Bộ Tài chính đã có văn bản cho rằng đề xuất này không có cơ sở pháp lý. Trong văn bản trả lời đề xuất của công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên Vinasuki, Bộ Tài chính cho rằng nghị định hiện hành không có quy định về việc vay vốn để mua lại khoản nợ xấu mà ngân hàng thương mại đã bán cho các tổ chức khác. Do đó, Bộ Tài chính khẳng định đề nghị vay vốn tín dụng đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam để mua lại khoản nợ xấu của Vinasuki là không có cơ sở pháp lý để thực hiện. Trước đó, hồi đầu tháng 9 năm 2017, ông Bùi Ngọc Huyên, Chủ tịch Vinasuki đã có văn bản gửi đến Văn phòng Chính phủ, đề nghị được vay vốn từ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam để mua lại nợ xấu của dự án Vinasuki. Khoản nợ xấu này hiện đã bán lại cho VAMC. Nhà máy Vinasuki theo thiết kế ban đầu có lượng công nhân dự kiến lên đến 6.000 người, sản xuất 30.000 xe một năm. Tuy nhiên, hiện các nhà máy đều đắp chiếu và dừng sản xuất từ năm 2013. Ngoài ra, công ty đang nợ ngân hàng 60 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cát trên địa bàn các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ tăng nguồn cung để nhanh chóng ổn định thị trường xây dựng của thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Xây dựng tập trung xử lý vấn nạn khai thác cát trái phép, cát tặc hoành hành tại các mỏ cát. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Công an, Bộ Công thương ngăn chặn, xử lý các trường hợp đầu cơ, lũng đoạn thị trường, đẩy giá của doanh nghiệp kinh doanh cát xây dựng nhằm ổn định tình hình giá cát hiện nay. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh tình trạng khan hiếm cát xây dựng diễn ra liên tục, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng của thị trường bất động sản thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi đầu tư vào 6 dự án tại khu đô thị Thủ Thiêm với mục đích đẩy nhanh tốc độ phát triển của khu Thủ Thiêm để trở thành vùng lõi của khu Đông Thành phố Hồ Chí Minh. 6 dự án Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi đầu tư vào khu vực Thủ Thiêm bao gồm: một dự án khách sạn nghỉ dưỡng đô thị, 4 dự án xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế, 1 dự án xây dựng nhà hát nghệ thuật tổng hợp. Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi xã hội hóa đầu tư 116 dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và giảm ngập nước. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2013, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 với quan điểm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên nền tảng phát triển bền vững, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao nhận thức dân cư gắn với bảo vệ môi trường. Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung kêu gọi đầu tư vào 9 nhóm ngành dịch vụ là tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, vận tải, cảng và kho bãi, bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông, kinh doanh tài sản bất động sản, tư vấn, khoa học công nghệ, y tế và giáo dục đào tạo. Thưa quý vị, còn bây giờ đến với chuyên mục Mỗi ngày một con số. Ngày hôm nay thì Minh Vi muốn nhắc đến con số 4 triệu người. Đây là mức chênh lệch giữa nữ giới và nam giới tại Việt Nam vào năm 2050, theo dự báo của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình. Cụ thể, theo đơn vị này, hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm 15 nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đáng lưu ý, các gia đình càng có điều kiện kinh tế, học vấn cao thì lại càng có xu hướng chọn giới tính khi sinh. Nếu như năm 2006 cứ gần 110 bé trai có 100 bé gái, thì đến năm 2013 con số này tăng lên là 113,8 trên 100 và hiện là 112 bé trai trên 100 bé gái.
Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình cảnh báo đến năm 2050, Việt Nam sẽ thiếu 2,3 cho đến 4,3 triệu phụ nữ, trong khi hiện tại mới thiếu hụt vài trăm nghìn. Cùng với đó, tỷ lệ sinh tại Việt Nam cũng có xu hướng giảm. Nếu như giai đoạn những năm 60 thế kỷ trước, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam đẻ khoảng 6 cho đến 8 con, từ năm 2005 cho đến nay, Việt Nam duy trì mức sinh thay thế là 2 cho đến 1 con một phụ nữ và còn đang giảm. Thưa quý vị, chuyên mục mỗi ngày một con số đã khép lại phần 1 bản tin FBNC tối nay. Xin mời quý vị đến với phần 2 qua những thông tin nổi bật trên thế giới. Cháy rừng dữ dội ở California, số người chết tăng lên 17 người. Thủ hiến vùng Catalonia kêu gọi đối thoại với chính phủ Tây Ban Nha.